Trực Thái là một xã có truyền thống với học, vì vậy phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng ở cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Trong những năm vừa qua, nhất là nhiệm kỳ 2010-2015, thì thực hiện đề án số 03 ngày 12 tháng 2 năm 2011 của Ban chấp hành Đảng ủy chính quyền về đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, thì tập trung các nguồn lực để xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2015. Trong những năm qua, phải nói là chính quyền địa phương rất quan tâm và đã đầu tư để phát triển cơ sở vật chất của ngành giáo dục nói chung, trong đó thì trường trung học nói riêng. Vì vậy là về vấn đề cơ sở vật chất thì đã được đón chuẩn quốc gia năm 2008. Phải nói rằng về vấn đề là chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở Trần Trực Thái, không những năm trước đây và những năm vừa qua, phải nói là đứng top đầu của huyện Trực Ninh. Và có được kết quả ấy, cái nhất là có sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân, và sự nỗ lực quản lý của các đồng chí cán bộ quản lý và sự nỗ lực của các thầy cô giáo và các em học sinh của trường trung học cơ sở. Vì vậy đã đạt được kết quả ấy, phải nói là có sự đóng góp cái nhất là của chính quyền địa phương, cái thứ hai là và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân địa phương đối với phong trào giáo dục của xã nhà.